Thì căn này thì bên mình đã triển khai thi công và đến ngày hôm nay đã kết thúc và hoàn thành công trình và bàn giao cho gia chủ. Thì mình sẽ chia sẻ một vài hình ảnh về cái kết cấu của công trình này để các bạn tham khảo, và các bạn mình sẽ chia sẻ thêm một vài lưu ý khi chúng ta lựa chọn dòng ngói hạ long để lợp ngói cho ngôi nhà của các bạn. Hạ long ở đây là hạ long 22 viên buộc dây các bạn nhé, 22 viên buộc dây. Rồi, mời các bạn theo dõi. Chào các bạn nha. Vừa rồi thì công ty cổ phần xây dựng Việt Rút bên mình đã chia sẻ những hình ảnh từ trên cao cho căn 3 tầng mái Nhật của anh Hoàn tại phường Dinh Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thế thì căn đây, đây chính là một căn 3 tầng mái Nhật mà mình giới thiệu các bạn. Căn 3 tầng mái Nhật này là một căn mà được xây dựng từ 2008, tuy nhiên rằng cái kết cấu công trình nó chỉ gồm 2 tầng thôi. Và gia chủ đã vừa rồi thì đã nâng cấp xây thêm một tầng nữa là tầng thứ 3. Và các bạn biết đấy, thì rất là may mắn khi mà gia chủ đã lựa chọn công ty cổ phần xây dựng Việt Group triển khai thi công lắp đặt phần khung kèo cũng như nhân công lợp ngói hoàn thiện cho gia chủ. Và hệ khung kèo sử dụng công trình là hệ 2 lớp kèo đủ các bạn nhé, kèo đủ, và có thương hiệu thép sử dụng công trình là thương hiệu thép Việt Group màu nhũ trắng do công ty cổ phần xây dựng Việt Group triển khai sản xuất và lắp đặt thi công. Thế thì tại sao cái nhà này lại dùng hệ 2 lớp kèo đủ? Vì mà có một lý do rất là đơn giản, đó là gì? Đó là công trình này nó có hệ trần thủng, sàn thủng các bạn ạ. Tức là gia chủ chỉ xây tường bo rồi đổ các dầm bo xung quanh và nằm ngồi lên tường thôi. Còn bên hệ thống trần là sẽ không có đổ trần. Do đó bên mình sẽ sử dụng hệ 2 lớp kèo đủ, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ những hình ảnh đó trực tiếp ở trên công trình. Và ngói sử dụng trong công trình là gì? Đó là ngói hạ long giếng đáy luôn các bạn nhé. Ngói hạ long giếng đáy, đây là một dòng ngói rất là tốt. Và đây là dòng ngói gốm các bạn nhé, gốm và không có tráng men. Và tất nhiên ngói này là ngói 22 viên trên 1m2 và buộc dây và đồng các bạn ạ, chứ không phải dùng vít. Đấy. Và màu sắc của nó chỉ là một màu sắc đỏ đặc trưng. Đấy. Bạn có nhìn thấy những hình ảnh từ trên cao. Đấy. Thì căn này thì bên mình đã triển khai thi công và đến ngày hôm nay đã kết thúc và hoàn thành công trình và bàn giao cho gia chủ. Thì mình sẽ chia sẻ một vài hình ảnh về cái kết cấu của công trình này để các bạn tham khảo, và các bạn mình sẽ chia sẻ thêm một vài lưu ý khi chúng ta lựa chọn dòng ngói hạ long để lợp ngói cho ngôi nhà của các bạn. Hạ long ở đây là hạ long 22 viên buộc dây các bạn nhé. 22 viên buộc dây. Rồi, mời các bạn theo dõi. Đây, hiện tại thì mình đang đứng ở trên tầng áp mái của căn 3 tầng mái Nhật của anh Hoàn tại phường Dinh Đáy của thành phố Hạ Long, tỉnh Hạ Long. Ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần kết cấu của công trình này. Đây nha, thì cái này các bạn có nhìn thấy này, đầu tiên là gia chủ sẽ xây các cái hệ thống tường bao. Sau đó họ đổ dầm bo, và trong cái dầm bo này họ sẽ đổ luôn cái phần văng. Văng này là văng mái Nhật đây, các bạn nhìn thấy chưa? Mái ngói nó chìa tít ra ngoài đấy, cái phần văng mái Nhật đấy. Đấy. Thế ở đây thì các cái trục dọc tường này thì gia chủ cũng đổ các cái dầm bo để tạo thành một cái hệ khung cứng nhé. Khung cứng, và khung cứng này nó ngồi, nó bấu vào cái hệ thống cột và ngồi lên hệ thống tường. Đấy. Và ở phần giữa này, phần trần này là hoàn toàn là thủng luôn, không có trần gì cả. Và đương nhiên để làm hệ trần này thì bên mình sẽ không sử dụng hệ hai lớp cầu phong chống sàn được, mà chúng ta sẽ phải sử dụng cái hệ đó là hệ hai lớp kèo đủ. Cái kèo đủ tức là như thế nào? Tức là bạn nhìn thấy đây. Đây là một cái kèo. Bạn nhìn thấy thành cánh kèo đây không? Đấy, thành cánh kèo nhá. Nhưng ngoài ra này có các thanh chống đứng này, chống chéo đây. Và ngoài ra chúng ta phải có cả cái thanh bụng này nữa. Thanh bụng này là cái thanh mà nó đảm bảo cái việc cái kèo này nó dạng kèo chữ M đấy. Rồi.
Thế thì mình cũng chia sẻ thế để mà một số bạn có thể thắc mắc rằng là tại sao có số nhà mình lại dùng hệ kèo hai lớp, có nhà lại hệ không. Thì đối với trường hợp sàn thủng thì đương nhiên chúng ta phải làm kèo đủ rồi, và đương nhiên là cái chi phí giá thành nó sẽ cao hơn. Nhưng còn trường hợp mà chúng ta đổ mái trần thì chúng ta có thể áp dụng hệ cầu vòng chống sàn theo tiêu chuẩn, thi công theo tiêu chuẩn. Còn trường hợp hai có gia chủ là cũng muốn là làm kèo đủ thì bên mình vẫn triển khai thi công nhưng giá thành nó sẽ cao, tức là có một sự lãng phí đấy. Rồi thế còn ngói sử dụng chương trình là ngói Vigracera Hạ Long giếng đáy. Thế thì cái loại này thì số lượng viên của nó 22 viên trên 1m2, và ngói này sẽ không có lỗ vít nhé. Và để tăng cái điểm liên kết với lại hệ thống khung xương mè thì bên mình sẽ sử dụng buộc dây. Đây bạn nhìn thấy buộc dây này. Đấy. Đang buộc dây đây. Và chỗ này dưới cái mắt này có một cái lỗ này. Lỗ này mình sẽ buộc dây. Và buộc dây ở đây là buộc dây theo cái chiều kéo nhé bạn nhé. Chiều kéo của ngói. Tức là sẽ cái tay mè nó sẽ giữ vào cái thanh mè tay ngói nhé. Nó sẽ bố vào cái tay nghè của bên hàng trên. Còn cái dây này sẽ kéo viên ngói, có xu hướng là kéo viên ngói này xuống. Do đó dây sẽ buộc ở mè dưới. Mẫu ngói hay là cái mẫu ngói sẽ gác cái mè trên. Đấy, nhắc lại nhá. Mẫu ngói gác cái mè trên. Còn cái dây kéo sẽ buộc vào mè dưới để kéo, xu hướng là kéo chắc cái viên ngói này xuống phía dưới. Nó khiến viên ngói này trở nên chắc chắn hơn. Đấy. Và tất nhiên cái loại dây sử dụng thông trình đó là dây đồng, các bạn nhìn thấy đấy. Và chúng ta sẽ khi buộc chúng ta gập cái dây đồng ở trong này để nó không chọc vào da đầu. Nếu chúng ta đi xuống vị trí thấp này nó không xiên vào da đầu của chúng ta. Đấy, một vài chú ý như vậy về cái buộc. Chúng ta buộc dây đồng như này thì chúng ta không lo bị han gì gì xét rồi các bạn nhé. Đấy, và việc dây đồng nó cũng khá là mềm, dùng dây inox thì cũng được nhưng mà dây inox rất là cứng và cái độ thít chặt của nó sẽ không bằng được. Tuy nhiên rằng là khi sử dụng dây đồng như này thì nó rất là tốn kém. Thực sự mặt bằng bình quân cứ 100m2 thì sẽ sử dụng 6kg dây đồng để buộc. Nhà 200m2 thì sử dụng 12 cân dây đồng để buộc. Thì cách buộc như này khá là tốn kém, thì bên mình cũng đưa ra một phương án, đó là chúng ta sẽ buộc theo tiêu chuẩn. Thông thường thì mình sẽ buộc theo tiêu chuẩn là cách hàng bảo hàng nhé. Các bạn nhìn này, đây viên này buộc nhé. Cái này không phải buộc, viên này lại buộc. Đấy, cứ như vậy nhé. Đây nhỉ, viên này buộc này. Cái này không, cái này lại buộc này. Còn cái này không này, cái này lại buộc này. Thì các cái viên hai buộc này nó sẽ léo cái giữ cái viên này vẫn chắc. Đấy. Đấy. Thì cái việc tỷ lệ buộc theo kiểu là buộc đan xen như này khá là ok. Đấy, thế thì cũng chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta sử dụng ngói 22 viên ngói đỏ của gốm Hà Long buộc dây như này, thế thì so với lại các cái dòng ngói thông thường thì cái đơn giá nó sẽ như nào, thì mình giải thích là thứ nhất là cái đơn giá khung kèo nó sẽ tăng lên. Tại sao lại tăng lên? Tại vì cái bước mè này, cái bước cữ mè này nó đang chỉ dùng mình ở tầm 27-275 thôi. Trong khi đó những cái dòng ngói 9 hoặc 10 viên thông thường thì chúng ta lại làm cữ mè là thường là 34-345. Đối với ngói xi măng 9 viên nó tầm 35 hoặc 36 cơ. Đấy, thế thì bình quân mỗi một trên 1m2 là cái phần khung kèo này chúng ta sẽ tốn lên gần 1m dài mè. Đấy. Và cái hiểu cái đơn giản này, ví dụ như thông thường là với cái ngói 9m viên kia chúng ta 1m2 bình quân nó hết tầm 3.6-3.8m dài mè thôi. Nhưng riêng cái ngói này thì hệ số sử dụng mè của nó lên đến 4.2-4.4. Nó sẽ tăng lên gần 1m dài mè, tầm 0.8 hoặc là đến 1m mè. Đấy, nguyên chi phí mè này đương nhiên nó tăng lên thì thành chi phí cấu tạo tiền thép của chúng ta sẽ phải tăng lên rồi. Đấy, đây là cái vấn đề thứ nhất là phải tăng lên. Vấn đề thứ hai là gì, là khi chúng ta sử dụng các loại ngói buộc dây như này thì cái chi phí để mà chúng cái tiền công, số lượng công để chúng ta buộc dây nó cũng sẽ cao hơn so với dòng ngói bắn vít. Vì ngói bắn vít khi chúng ta xếp viên ngói và chúng ta bắn một chút cái là xong rồi. Cái buộc dây như này thời gian nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Đấy. Và tất nhiên khi mà chúng ta có hệ trần thì cái đơn giá hệ thi công có khi có trần bê tông thì cái đơn giá có trần cũng sẽ rẻ hơn. Còn khi mà trường hợp làm trần thủng như này thì cái chi phí thi công cũng sẽ tốn hơn. Tại sao tốn hơn? Bởi vì thứ nhất là cái phần khung kèo nó sẽ tốn nhiều lượng thép, do đó anh em phải gia công nhiều hơn. Đấy là cái vấn đề thời tiết. Thứ nhất, vấn đề thứ hai là khi tập kết ngói thì chúng ta chuyển, do là không có sàn thì chúng ta không thể có điểm tập kết ngói mà chúng ta phải tập kết thẳng trên mái. Rồi sau đó chúng ta xếp và đưa ngói từ vị trí tập kết đi vòng qua đỉnh mái để sang các vị trí. Đấy. Chúng ta đến là cái vấn đề đó là nhân công chuyển ngói nó cũng sẽ tốn kém hơn. Do đó ở đây thì mình muốn nhấn mạnh các bạn ba điều. Một là sàn thủng thì phần khung kèo, đơn giá khung kèo sẽ tốt hơn so với trường hợp chúng ta có trần. Đó, cái thứ hai là khi chúng ta sử dụng các loại ngói như này, 22 viên buộc dây như này thì thứ nhất là tiền khung kèo thép, tiền mè nó sẽ tốt hơn.
Và thứ hai là tiền nhân công buộc dây lợp ngói cũng sẽ cao hơn. Đấy. Mình giải thích các bạn thế để các bạn cho bạn sẽ có những cái lựa chọn. Thì khi mình hiện tại vừa rồi bọn mình báo giá một số nhà sử dụng gói đỏ thì các bạn cứ thắc mắc là tại sao lại so sánh với các loại gói kia thì lại hệ này là lại tốn kém hơn là như vậy đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy mái rất là phẳng phiu nhá, rất đẹp, đều. Rồi, vừa rồi mình đã chia sẻ những cái hình ảnh rất là thực tế và một vài cái lưu ý khi chúng ta có một cái hệ trần thủng nhá. Thì đơn giá khung kèo nó sẽ như thế nào, và khi chúng ta lựa chọn dòng gói Hạ Long thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái đơn giá nó sẽ cao hơn bình thường một chút so với hệ ngói 9 viên thông thường các bạn nhé. Đấy, ngói Hạ Long 22 viên đó là thứ nhất buộc dây tốn công, thứ hai là cữ mẻ nó ngắn hơn do đó tốn mẻ hơn, đơn giá khung kèo nó sẽ tăng lên. Vừa rồi mình đã có chia sẻ rất là thực tế cái căn đằng sau này này. Đây các bạn nhìn thấy căn đằng sau này không? Chỗ tay mình chỉ đấy. Cái căn này chính là căn mà mình vừa chia sẻ với các bạn đó. Thì cái nội dung video này nếu các bạn cảm thấy hay các bạn hãy bấm nút like nhé và đăng ký kênh YouTube của mình. Và các bạn mong muốn một đơn vị thi công máy ngói chuyên nghiệp hãy liên hệ với hotline của mình ở đây là 0918 433 558. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.